Ở đâu rồi chị? Đây này, trong cái chỗ tôm tôm này này. Anh Hưng à? Đấy, đây này. Vừa hái rau chỗ này nên là thấy nó bò vào chỗ này này. Này là có nhìn rõ là con rắn gì không? Đấy đây đây em ơi, đây, đuôi đây, đuôi đây, đuôi đây. Đâu đâu? Đuôi đây, đuôi đây. Đuôi đây. Đâu xem nào. Đấy, đấy, đuôi nó đang bò đây. Đây đây, đuôi. Chắc này chắc là chỉ này chắc là chỉ rắn hổ châu. Đây 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 các bạn. Đây này đây. Đây này nó bò đây này. Đang định lấy rơm. Đây đây đây. Ui giời, con này nó to à. Con gì này? Đang lấy rơm để gieo rau cuối cùng. Ui giời to quá. Đấy ông mà. Dạ mà anh ơi. Đây 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 này anh này. Đây nó đang nằm đây nha mọi người nha. Đây hổ mang. Ui con này to lắm. Hai chú, hổ mang chú ấy. Có phải không? Không phải. Giống cái này con ui to thế nhỉ? Mới đâu được. Đâu lúc vào cứ đi đấy. Đấy lúc vào rồi. Đây rồi. Đây nha mọi người nha. Ông ấy to. Ui con này to anh ơi. Là hai. Ui như con hổ chú luôn mọi người. Ui không hết được luôn đấy. Hổ mang thật. Hổ mang. Hổ mang. Đây con hổ mang. Người gì ác nhỉ? Đây này. Ê. Kinh nó đuổi. Thật nhá. Có biển không? Có biển không? Mấy đứa có biển không? Không cần đứng chấu. Ơi, kinh nhỉ. Thế mà may là may chị làm là không việc gì ấy nhỉ. Mới sờ cái thấy nó vừa cái may giật mình. Nhưng mà nhỉ. Ê con này to nhỉ. Ê kìa. Đây là hổ mang thường nhá mọi người. Đây là hổ mang thường nha mọi người. Con này là hình như là đột biến sao ấy. Con này to quá nhỉ. Tay mà thò vào tay vào chắc là chết. Ý giời kinh nó to. Như giờ thấy con hổ mang nó to như này. Như con hổ mang chúa ấy nhỉ. À. Ấn Độ. Định làm người Ấn Độ anh. Anh xem thử xem con này thu phục. Dòng này dòng hổ mang Trung Quốc các mọi người. Nhưng mà con này sống lâu năm nữa, nó mới được cái kích thước với cái trọng lượng như này. Con này nó phải trên chục năm đấy ông nhỉ. Con này 6-7 cân. 10 cân đấy. 10 cân đó ông. Đặt con này mà cũng cầm thử phát không. Kinh khủng luôn. Túi đâu em nhỉ? Túi ở nàn đấy sao anh? Túi ở nàn. Ơi cẩn thận nó chạy nha. Như cỏ nó ở khu trong này thôi, bởi vì nó cứ rút vào đây này. Không, cái đoạn này là chắc là nó đang bò sang làm gì ấy đây. Anh ơi cho nó lên xe đi. Này là mới nhìn thấy phải không chị? Ừ, vừa ấy đang lấy cái đống rơm chứ thử thái là có thấy đâu. Đây mọi người. Con đèn bóng luôn này. Đèn nó to này mà mới nổ. Con này mới nổ xong. Chưa giờ gặp con hổ mang bình thường, hổ mang thường nó to như con này. Kinh to quá nhỉ. Kinh dã man đấy nhỉ. Kinh cái tay mình cầm được mỗi vào khúc đuôi nó lên nhỉ. Người ta đốt cái gì ấy. Này là khâu nó rắn nó không còn chỗ trú nên là nó mới chạy qua đấy nhỉ. Mọi người lưu ý nhá, mọi người ra vườn mà làm cái gì đấy là cứ đẩy cái đống như này, bởi vì rắn nó hay rút ở trong những đống này lắm. Ôi, ngoan, tí tao thả mới được. Đây là chắc cái này cái đống rơm này nó mục. Anh em sẽ là túi đi. Anh mình lấy túi cho túi đi. Cho túi đi. Ok. Anh em mình cũng xin khép lại video ở đây. Mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đâu rồi? Anh em cho nó vào túi đi. Ôi, cái này to à. Bố luôn mọi người. Dã man vậy. Đứa bên này nó phải có con nữa phải không ông? Con này chắc cháu đoán chỉ tầm khoảng 6-7 cân thôi. Con này chắc được tầm khoảng chục, tầm khoảng 6-7 cân thôi, không được chục đâu. Hơn chục quá. To đấy cơ. Con này được chơi tầm 2 mét đấy nhỉ. Ok đấy. Thôi giời nó hay chứ. Bỏ đi. Đi anh em này di chuyển đi chỗ khác nhỉ. Ok. Okay. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người ở những video tiếp theo.